Hello, xin chào bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Thành Đánh Giày. Rồi, thì trong cái video hôm nay mình sẽ có một cái chia sẻ cũng khá là thú vị, chắc là nhiều bạn cũng sẽ quan tâm, đó chính là cách chúng ta có thể là nhận được tiền từ YouTube như thế nào. Đấy, thì cái nội dung chính trong video này là như vậy. Thì đầu tiên mình sẽ chia sẻ qua một chút, đó chính là các bạn sẽ để mà các bạn có thể nhận được tiền thì đầu tiên chúng ta phải bật được kiếm tiền đã, đúng không? Bật được kiếm tiền thì theo như mình nhớ mới gần đây, cũng không biết là cách đây mấy tháng rồi, thì YouTube đã có cái sự thay đổi chính sách trong cái bật kiếm tiền của mình, đó là các bạn phải đạt được 1.000 sub và không biết là thời lượng xem hay là bao nhiêu view gì đấy, thì mình cũng không nhớ rõ chính xác. Đại loại là rất là khắt khe hơn trước rồi, tại vì sau cái vụ lùm xùm ở trên kênh YouTube Kids thì mà những cái nội dung 18 cộng nó lại len lỏi được vào cái nội dung của trẻ em, cho nên là các nhà quảng cáo đã quay lưng lại với YouTube. Đấy. Thì đấy là cái lý do vì sao mà YouTube nó đã thắt chặt lại cái chính sách kiếm tiền, cũng như là càng ngày thì kiếm tiền nó càng khó hơn. Và thật sự là cái đồng tiền mà kiếm ở Việt Nam ấy so với nước ngoài ấy, thì nó không đáng là bao cả các bạn ạ. Nước ngoài thì họ sẽ cái quảng cáo của họ, mỗi lượt view click quảng cáo họ sẽ cao hơn ở Việt Nam rất là nhiều. Đấy. Đây thì trạng thái kiếm tiền của mình là đã bật rồi, bật lâu lắm rồi. Đầu tiên để kiếm tiền trên YouTube thì các bạn phải trải qua là cái cột mốc, đầu tiên là cột mốc 10 đô. 10 đô là cái cột mốc mà để YouTube nó xác minh cho các bạn, xác minh tài khoản cho các bạn thôi, nó sẽ gửi cho bạn một cái phong bì, người ta gọi là phong bì xác nhận thôi, xác minh thôi, không có gì cả. Các bạn chỉ nhập cái mã trong cái phong bì vào là được. Đấy, phong bì có tên là gì đây? Quên bố rồi, mình nhận được lâu lắm rồi. Đây thì khi mà các bạn bật quảng cáo ấy thì các bạn sẽ có được một cái tài khoản người ta gọi là Google AdSense. Google AdSense. Nhá, khi mà các bạn tiến hành mà các bạn đủ điều kiện bật quảng cáo rồi ấy, thì các bạn sẽ được liên kết ở một cái tài khoản AdSense, thì các bạn sử dụng chính cái tài khoản AdSense mà YouTube của bạn luôn nhé, liên kết luôn. Đấy. Rồi. Đây chính là tài khoản AdSense của mình, Google AdSense. Trang chủ Google AdSense nó sẽ thống kê các bạn đây, toàn không đồng này, mình rất mừng tơi. Ok. Cột mốc 10 đô, rồi đấy là được cột mốc đầu tiên. Cột mốc thứ hai đó là các bạn sẽ cột mốc 100 đô. Thì cột mốc 100 đô là do các bạn tự quy định thôi, thì trên YouTube nó có các cái mức giá là 100, 200, 500, 1.000 gì đấy, thì mình chọn cái cột mốc thấp nhất là 100 đô để có thể nhận được tiền. Tức là khi mà các bạn đạt đến ngưỡng 100 đô thì nó sẽ thanh toán cho các bạn. Thì cách thanh toán như thế nào? Cách thanh toán như thế nào? Thì chúng ta sẽ vào cái phần thanh toán. Ở đây thì nó sẽ cho phép các bạn lựa chọn được phương thức thanh toán của các bạn, thì mình lựa chọn phương thức thanh toán đó là Western Union. Western Union là cái gì? Là dịch vụ chuyển tiền quốc tế thôi. Hình như hầu như ở ngân hàng nào ở Việt Nam bây giờ có cái dịch vụ này, các bạn yên tâm. Western Union. Union Việt Nam. Đấy, thì các bạn mình cho các bạn xem qua cái hình thì các bạn biết ngay. Đây. Ở trước cửa mỗi ngân hàng thì hầu như nó sẽ có một cái biển Western Union này, đấy, chuyển tiền nước ngoài, nhận tiền nước ngoài cái gì đấy. Thì các bạn khi mà các bạn đủ 100 đô nhá, 100 đô. Các bạn sẽ được phát hành một cái phiếu thanh toán. Đây, các bạn có thể xem phần giao dịch. Đây. Chính là cái biên lai thanh toán này. Và các bạn nhớ phải chụp lại biên lai thanh toán này, và các bạn chụp lại, các bạn in đấy tùy các bạn. Đấy. Thì sau đó là chúng ta sẽ cầm ra ngân hàng và chạy vào ngân hàng bảo: chị ơi, chị xinh đẹp ơi, chị cho em thanh toán nhận tiền qua phương thức Western Union. Đấy thì người ta hiểu, ngân hàng thông minh lắm. Xinh đẹp và thông minh. Thế là các chị đưa cho bạn một cái phiếu mà các bạn điền theo như là hướng dẫn của chị thôi, và hướng dẫn trên cái tờ ý thôi. Đấy. Thì các bạn sẽ cầm được tiền mang về. Đây mình chia sẻ luôn cho các bạn là số tiền mình kiếm được đã đạt trên 100 đô và có thể thanh toán được. Đấy thì các bạn đừng thấy
Mình không có ý khoe khoang hay là gì đâu, tại vì thật sự là chia sẻ thật sự với các bạn số tiền 100 đô để các bạn nhận được thì rất là lâu. Rất là lâu các bạn mới có thể nhận được một số tiền 100 đô này với một cái kênh nó kênh vớ vẩn như kênh của mình. Thật sự rất là lâu. Còn những kênh khác, kênh to hơn thì mình không nói, có thể là một tháng họ sẽ đạt được, một tháng họ có thể đạt được là 1.000 đô hay là bao nhiêu đô gì đấy. Nhưng mà theo như mình biết ý, thì kênh khoảng khoảng độ mấy trăm nghìn sub thì một tháng trọng thì được khoảng hơn 100 đô hay là 200-300 đô gì đấy, mình không không đấy cũng khoảng tập ý, là không được nhiều lắm đâu các bạn. Tiền quảng cáo đấy là riêng tiền quảng cáo của YouTube nhé. Đấy thì những kênh lớn như vậy người ta còn được cái số tiền nó như vậy thì làm sao mà những kênh lớn thì họ lại phải rất là đầu tư thời gian và công sức họ làm, mà cái tiền thu lại thì nó cũng không đáng được được quá là nhiều. Còn những cái kênh nhỏ như mình chỉ gọi là vui văn vui thì cái số tiền rất là lâu các bạn có thể mới đạt được. Và thật sự là mình nghĩ là cái số tiền này nó cũng không không phản ánh đúng cái công sức của các bạn đâu, cái công sức và thời gian của bạn. Cho nên là nhiều bạn có giấc mơ làm YouTube thì chúng ta cũng phải gọi là cân nhắc xem là điều kiện hay là thời gian của mình như thế nào, đặc biệt là những cái bạn trẻ, rất nhiều các bạn trẻ, các em các cháu nhỏ là coi như là suốt ngày là đi kiểu anh gì ơi vào sắp cho em cái mình trao đổi sắp cái sắp mình đi mình sắp lại ngay đấy các thứ như vậy thì thật sự nó không hiệu quả, không hiệu quả. Và có lẽ là để làm được YouTube này thì chúng ta không những là chúng ta cần phải có được cái cơ sở vật chất tốt này, rồi là có một cái tài năng hay kỹ năng gì đấy nói chuyện hay hấp dẫn. Và các bạn cần, có thể là các bạn sẽ cần phải có chút may mắn, may mắn yếu tố may mắn người ta gọi là hay không bằng hên anh em ạ. Đấy nhiều khi là có thêm yếu tố may mắn vào thì thuận lợi hơn rất nhiều. Đấy là cái chia sẻ của mình vậy thôi. Còn những bạn mình nghĩ là với những bạn trẻ thì chúng ta nên dành nhiều thời gian chúng ta làm những công việc khác. Đấy, hơn là các bạn có thể là mất rất nhiều thời gian, các bạn có thể là quay video các thứ upload lên, nhiều khi là quay đi quay lại mấy lần chả được. Mình đã từng gặp trong cái trường hợp ấy rồi. Và thực sự thì kênh YouTube của mình thì cũng là một cái kênh nó không, nó nhỏ bé thôi, nó kênh lèo tèo thôi. Mình cũng chỉ là với mục đích là làm cho vui thôi, chứ mục đích chính của mình cũng không phải là quá tập trung vào cái YouTube, quá tập trung YouTube làm gì cả. Đấy thì đấy là những cái chia sẻ, cái hướng dẫn của mình về cách các bạn có thể được nhận được tiền trên YouTube. Mình xác nhận là chắc chắn là các bạn sẽ khi mà các bạn đã bật được thanh toán thì các bạn sẽ yên tâm qua được cột mốc 10 đô là các bạn sẽ nhận được tiền nhé, không có chuyện lừa đảo hay là quỳ quẹt gì đâu, tại vì là Google là một công ty lớn. Trừ khi các bạn có sai phạm gì đấy, sai phạm gì đấy các bạn bị khóa kênh, cho dù các bạn khóa kênh thì bạn yên tâm nó sẽ vẫn thanh toán cho bạn cái số tiền mà các bạn đã đạt được, các bạn yên tâm nó sẽ không bịp đâu. Ok thì mình sẽ kết thúc video này tại đây thôi. Cũng 100 đô mà so với 100 đô mà rất lâu mới đạt được đấy, thì không có ý gì gọi là khoe khoang cả. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình trong những cái video sắp tới, cũng như là trong càng nhiều sắp càng tốt, càng nhiều người xem càng tốt càng vui. Tuy nhiên là vui thì vui, nhưng mà mình cần những cái người xem của nó gọi là chất lượng, chúng ta không gây gua, không chửi bới nhau đấy. Thế là được, các bạn có thể chửi mình nhưng mà chúng ta không nên chửi chửi nhau ở trên kênh làm gì cả, mất thời gian đấy. Sắp tới mình cũng sẽ có một cái giveaway từ đây đến cuối tháng 8, giveaway một tựa game chắc sẽ là GT5 Fight, GT5 Fight đấy, dành cho những bạn nào, dành cho những các bạn đã theo dõi và ơn ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì tôi sẽ kết thúc video này tại đây thôi. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye.